Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuất Đỉnh Audio. Trong video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 12 tháng 6 thì Xuất Đỉnh đã lên cho các bác hai cái bộ âm thanh phối ghép ở phân khúc là dưới 10 triệu đồng. Và những cái bộ âm thanh ngày hôm nay mà Xuất Đỉnh ghép cho các bác thì nó rất là hợp trong cái tầm tiền, cũng như đảm bảo các bác là chất âm thì luôn luôn là vượt xa tầm tiền của các bác. Hôm nay Xuất Đỉnh sẽ phối ghép cũng như lên cho các bác hai bộ. Một bộ gồm có loa Pioneer T66 huyền thoại ghép với một chiếc âm Sony 3.3 ESX 25 mã. Còn ở bộ bên này thì nó dòng âm đi Pioneer 6750 đang ghép một cặp loa Onkyo. Ở dòng này nó là bass 25 tép còi. Nói chung là hai cái bộ này rất là đáng chơi trong tầm tiền. Thì các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuất Đỉnh thì các bác cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395727582. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cũng như báo giá và test cho các bác từng bộ. Thực ra cái test nhạc ở đây thì chủ yếu là test để cho các bác biết là nó hoạt động thôi. Còn đâu là nếu mà nói về hay thì sẽ không thể hay được. Tại vì các bác cũng hết sức thông cảm bằng Xuân Đỉnh chỉ quay bằng một cái điện thoại bình thường. Cũng như nhiều các bác thì sử dụng những chiếc điện thoại bình thường thì cũng chỉ nghe được bình thường thôi. Còn nếu như các bác muốn biết được nó hay hay không thì các bác phải đến trực tiếp tại cửa hàng thì nó sẽ tốt hơn. Cũng như khi các bác nghe trên điện thoại thì hay một phần thì các bác đến trực tiếp tại cửa hàng thì nó sẽ nghe hay gấp 10 lần luôn. Để đảm bảo được cái chất âm cũng như cái hình thức thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác. Và các bác cứ an tâm rằng Xuân Đỉnh bán và tả là chuẩn. Nếu như sai thì Xuân Đỉnh sẽ tặng cho các bác làm quà. Đầu tiên thì sẽ quay cho các bác một cái bộ đã nắp ghép sẵn. Đó là bộ Sony 3.3 ESX 25 mã. Dòng này thì về rất là đẹp, mặt tiền không hề có bị chảy xước gì cả. Đấy. Công suất thì khỏe, máy chạy 4 tụ lọc nguồn, 1 nguồn lớn, 8 sò than, tổng là 12 sò than lớn nhỏ, đây, sò chi chít. Nội thất bên trong thì máy móc đẹp và đã test hoạt động tốt rồi. Đây là nội thất bên trong của chiếc âm ly. Xuân Đỉnh cũng mở máy luôn cho các bác. Mặt tiền là đẹp leng keng, size 43. Tầm này thì có công suất maximum là 245W, đây là thông số của chiếc âm ly. Điện 100V. Tầm này thì cũng có cổng adapter, tức là cổng chữ U làm dè power, hoặc các bác có thể kết nối bên ngoài qua đường CD aux. Riêng phono đầu tiên thì dành cho đĩa than thì các bác chú ý kỹ là mình không có đĩa than thì mình không nên cắm vào đường này vì tiếng nó sẽ dè. Còn bên này là các đường cầu loa. Đấy. Và chuyển về thì nó thiếu một cái cầu loa đỏ phía bên dưới thì đã lắp thêm cho các bác một cầu loa phụ để các bác an tâm lắp ghép sử dụng. Dòng này đánh được hai cầu loa AB, trở kháng dòng này từ 4 ohm, công suất là 245W nha. Máy móc nội thất thì cực kỳ là gấu. Còn đây là cái phần loa, loa về cũng rất là đẹp, kiềng loa không bị ố hay là han gì cả. Dòng Pioneer T66 này là một trong những dòng loa rất là huyền thoại của hãng Pioneer ở phân khúc tầm tiền, dao động từ 6 đến 7 triệu. Nhưng hôm nay thì Xuân Đỉnh lại bán giá khác, gọi là giá mùa hè, để phục vụ cho các bác những lúc nghỉ ngơi, thời tiết nắng nóng thì các bác ở nhà nghe nhạc thư giãn thì hết sức là tuyệt vời. Cặp loa này sử dụng là 3 đường tiếng, bát 25, củ kiềng xương đúc, gân vải lụa, màng giấy, một trung đôm hoa khế và một tép đôm hoa khế, hai tinh chỉnh trung tép. Loa này thì thùng rất là nặng, chiều cao của loa đạt 60, chiều ngang là 36 và chiều sâu là 30, trở kháng 8 ohm, công suất của loa là 60W một loa. Phối ghép với chiếc âm ly Sony 3.3 này cũng rất là hợp. Hiện tại thì Xuân Đỉnh báo giá luôn cho các bác là giá loa thì tại thời điểm này ở cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán cho các bác cặp loa đẹp, mức giá 5 triệu đồng. Chiếc âm ly Sony 3.3 ESX 25 mã, công suất 245W, nội thất thì rất là gấu, máy chạy 12 sò than lớn nhỏ. Đấy, mức giá chỉ có 3 triệu rưỡi, tổng giá trị cả một cái bộ này chỉ có 8 triệu 500 nghìn đồng. Và tất cả những cái sản phẩm mà Xuân Đỉnh báo giá cho các bác là giá công khai cũng như không úp mở gì về giá. Và giá bán này thì không bao gồm phí ship. Đấy, các bác có thể đến trực tiếp tại cửa hàng cũng được. Còn các bác ở xa thì các bác cứ đặt cọc. Sau đó thì Xuân Đỉnh sẽ đóng gói chuyển hàng cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nốt cho bên vận chuyển. Ở đây Xuân Đỉnh đã nắp ghép sẵn rồi và test cho các bác. Loa thì đều hoạt động tốt, âm ly cũng hoạt động tốt hết. Đã test đều hoạt động hoàn hảo. Mức giá cả bộ là 8 triệu 500 nghìn đồng. Căng cước của loa thì còn rất là đẹp. Góc cạnh đằng trước đằng sau. Đây đằng sau của loa này. Thông số của loa
trở kháng 8 ohm công suất 60W. Góc cạnh đều rất đẹp, thông thì không có bị bể nở gì cả, nhưng nó vẫn có chảy xước theo năm tháng vì nó đồ cũ thì không tránh được khỏi chảy xước. Nhưng đây số đỉnh cứ quay cho các bác thật chi tiết góc cạnh từ đằng trước ra đằng sau. Đây nó chỉ gọi là sầm sầm cái tí sơn ở bên ngoài thôi, chứ nó không phải bị nở nét gì cả. Góc cạnh rất là đẹp. Bình thường những cặp này thì đang có dao động từ 6 triệu đến 6 triệu rưỡi. Nhưng hôm nay thì giá mùa hè thì cửa hàng Xuân Đỉnh Chiên cho các bác thì giá chỉ có 5 triệu đồng. Cùng một chiếc âm ly là 3 triệu rưỡi, tổng cả bộ là 8 triệu rưỡi. Các bác có thể là mua cả bộ cũng được, hoặc là mua lẻ thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Tiếng rất là dày khi vô ghép vào những cặp này. Một nguồn khủng, 4 tụ lọc nguồn rất là to. Máy này nặng xích xoát 20 cân. Vỏ đây còn nguyên và rất là đẹp. Mặt tiền không hề chảy xước chút nào cả. Sony 3.3 ESX 25 mã. Giá 3 triệu rưỡi. Loa 5 triệu, tổng cả bộ là 8 triệu rưỡi. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ mời các bác tiếp theo sang bên này. Thì lại là một bộ âm thanh của hãng Pioneer phối ghép với cặp loa Onkyo. Đây, đây là đường vào này. Âm ly Pioneer này là âm ly Pioneer 6750. Đấy. Còn loa Pioneer, loa này là loa Onkyo F500 8 ohm 40W. Còn âm ly đều đánh trở kháng từ 4 ohm, công suất là 90W. Và phối ghép bộ này thì rất là ngon, bổ rẻ cho các bác. Cấu hình của chiếc âm ly thì đây là nội thất bên trong, các bác có thể nhìn thấy rõ là máy móc trong này thì trong này sử dụng sò nhôm. Đấy, sò nhôm to như cái bao diêm ấy, mạch biếc thì đẹp như mới rồi. Đấy, nội thất bên trong, máy móc là nguyên zin, đã test cũng như kiểm tra hoạt động tốt. Chiếc âm ly này thì size bề ngang của nó chỉ có 38 thôi, nhưng đánh hai cổ loa AB, có chỉnh bát tép, có cần ton gạt xứ ngon thì bát tép mới có tác dụng. Có non nớt ba lăng volume, bên này là các đường vào thì vẫn phono, vẫn là dành cho đĩa than. Các bác kết nối bên ngoài qua đường tuner hoặc đường aux. Ngoài ra thì có đường tap 1, tap 2. Nếu như các bác gạt một trong hai đường này xuống thì các cái đường bên trên này sẽ không có tác dụng. Thì đây Xuân Đỉnh thử nghiệm cho các bác luôn. Đấy. Gạt xuống thì sẽ không có tác dụng bên trên này nữa. Cho nên các bác nếu như không sử dụng các cái đường tap này thì các bác chú ý kỹ là phải gạt bên trên. Đấy. Để nó mới có tác dụng. Tổng quan về hình thức thì chiếc âm ly nó cũng khá đẹp, còn nó vẫn có chảy sức dăm tí tí thôi. Nhưng nói về đồ cũ mà để nói đạt về cái hình thức nó như này, ruột gan nó đẹp như này thì rất ít. Chiếc âm ly này thì Xuân Đỉnh đang bán mức giá chỉ có 2 triệu rưỡi, 2 triệu 500 nghìn đồng. Ghép tốt bát 20 năm, đặc biệt là các bác có thể ghép tốt với những dòng Pioneer cũng được. Để đánh rất là hay, hoặc các bác ghép với những dòng loa cổ, loa toàn dài. Vì những dòng chạy sò nhôm, sa ken này rất là hiếm. Đấy, mà tiếng rất chất lượng. Còn ở phía bên dưới thì đó là cái cặp loa Onkyo F500. Dòng này thì sử dụng 3 đường tiếng, loa khuôn chanh, căng cước còn đầy đủ. Và cái căng này là căng vải cổ, nó cũng rất là hiếm. Tuổi đời của cặp loa này là trên 50 năm rồi. Cấu hình của loa là 3 đường tiếng, bát 20 năm. Gân của dòng này là gân vải tẩm dầu mang giấy. Một chung 10 và một tép còi, lỗ tổng 10 phía trước. Loa trở kháng 8 ohm, công suất là 40W một loa. Loa này có kích thước chiều cao đạt là 64, chiều ngang của nó 38 và chiều sâu là 30, thùng lạm gỗ. Cặp loa này Xuân Đỉnh đang bán cho bác mức giá chỉ có 3 triệu 500 nghìn đồng. Nói thật với các bác là thương hiệu của những cái dòng Onkyo loa cổ này thì không nổi tiếng, nhưng mà Xuân Đỉnh vẫn tự tin khi quảng cáo và giới thiệu đến các bác là đây là một cặp loa rất là hay. Vì sử dụng nó đến tép còi, thì cái tép còi này là toàn là những dòng loa đắt tiền rồi. Đấy, mà bát của dòng này thì nó là bát gân vải tẩm dầu màng giấy. Dòng này củ như củ Anico móng ngựa. Một chung này cũng là củ Anico. Những cái tiếng dòng này rất là hay. Đấy. Mấy lần điểm đấy. Xuân Đỉnh chỉ test cho các bác bằng một cái điện thoại bắt Bluetooth trên để các bác thử nghiệm thôi. Nhưng đây là một cái bộ phối ghép cực kỳ là hay. Ở phân khúc tầm tiền là 6 triệu. Và chơi rất tốt với những diện tích phòng là từ 30 đến 40 mét vuông. Bát tép của dòng này đánh rất là nảy và sáng. Đấy. Cả một bộ như này mức giá chỉ có 6 triệu đồng. Ngon, bổ rẻ cho các bác. Bác nào mà đang cần chơi những cái bộ âm thanh hàng bãi chất lượng thì không nên bỏ qua hai cái bộ như này. Đấy, các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh theo số tại trên bài. Xuân Đỉnh xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại.